Máy sạc chết hết rồi. Từ hai em luôn đậm bộ dân đánh đã luôn á nhậu. Quá đã luôn nè. Em mày em em Rồi em Tâm chào cả nhà đã đến kênh của Tâm ấy nha. Bữa nay Tâm tiếp tục qua dắt cả nhà đi đặt lệnh nữa nha. Này đặt lệnh con cá ăn nữa. Bữa nay vô khu vực mới cả nhà. Mấy bữa đó Tâm cũng có chiều hôm qua Tâm cũng có bảy lợ đặt lại mấy cái lợp đó nha. Bữa nay Tâm bổ sung thêm hai cái nữa đặt xe xe đây chút cả nhà. Để giờ có cái địa điểm này ngon quá để Tâm đặt qua cho nhà. Rồi nha. Bữa nay Tâm tăng cường thêm hai cái lợp bự nha. Siêu khổng lồ luôn nha. Đó, để bắt cá bự luôn đó nha. Đó nha. Giờ Tâm đặt cái đây nha. Thấy có cái đường mưa có ống cống ngon quá trời luôn đó nha. Nên giờ Tâm quyết tâm đặt xuống đây cả nha. Đặt ống cống này không cần phải mồi đâu cả nha. Nước ra vô á. Để Tâm đặt ngay xuống đây kìa. Giờ cầm máy quay không được nha. Đó nha, thấy không? Ống cống này im lắm đó nha. Đó nha, Tâm mà nãy vừa Tâm máy vừa quay không được nha. Nè, Tâm chọt vô gần hết ống cống luôn nha. Đó. Chọt xe xe vô đây nha. Chẳng đừng cho người ta thấy cái nha. Nó công người ta lấy giống gì nè. Để Tâm cầm thêm mấy cây nữa nha. Cầm cây để cho nó chịu rồi nha. Cá nó không tung ra. Tâm giấu vô Tâm đây luôn đó nha. Chút xíu à, đúng chút xíu à. Để cho người ta đừng có thấy nha. Con cá nó vô dễ biết cái nha. Lấy đồ quy tang rồi bớt cái nha. Đó, vậy là không ai thấy luôn nha. Đặt trong đây có bộ nó im lắm đó nha. Đó. À, cái đường mương này nha, thấy không? Cái sập ụp quá trời luôn nè. Ở đây kiếm cá bự là ok lắm nha. Nước la vô cá theo quá cả nha. Mối nhà mà đặt lợp canh ngay chỗ mấy cái ống cống hay là chỗ mấy đường thoát nước đó nha, đường mương nào ngon lắm nha. Rồi giờ để Tâm đi kiếm chỗ nào đặt thêm cái nữa nha. Quá em đi luôn vòng không biết chỗ nào đặt, đi vô địa điểm này nha. Bữa đó con đặt hết lần là thấy không vô mà giờ đặt đặt lại ở nhà thấy cá lóc đồ nổi quá trời mà đặt không dính, nó khôn quá. Để bữa nay Tâm đem cái lập siêu khổng lồ vô đây đặt thấy cái dính không. À. Rồi nha, Tâm đặt. Rồi nha, Tâm đặt xong rồi nha. Đó, Tâm lấy quỷ tang ra nha. Đừng cho người ta thấy nha, thấy như lấy à. Nên Tâm lấy đồ Tâm lắp lên luôn đó nha. Đó, để ngày mai ta thăm bảy coi thử có dính không quay cho nhà xem nghe nha. Giờ Tâm thờ Tâm đi về luôn đó nha. Chào nhà đã qua ngày sau rồi đó nha. Giờ Tâm đi thăm lợp để coi có cá không quay cho nhà xem nghe nha. Rồi giờ Tâm vô đang đứng vô cái bụi nghe nha. Kế cái lợp nè. Để giờ Tâm quay cảnh thăm coi có cá gì không quay cho nhà xem nha. Rồi nha, vô lợp đầu tiên đó nha. Coi có cá không nha. Chỗ này khó cho lắm nha. Tịch bụi thôi, sâu lúc. Có sâu sâu vậy. Ui, đúng. Lợp đầu tiên đó nha. Chiều qua lấy đồ quỷ tang lại đó nha. Em lâu nào có cái nè. Ôi, cá lóc, cá lóc. Có lóc rồi nha. Nó nổi lên đó nha. Lóc, lóc. Quá em nha. Ôi, hai con lươn luôn nha. Con cá lóc hai con lươn nha. Cá sặc nữa. Cá sặc chết hết rồi. Được hai em luôn đậm bộ, dần đánh đã luôn đó nha. Ôi, quá đã luôn nè. Em mày, em mày, em mày. Quá đã, quá đã. Chỗ này không ngờ là có lươn luôn đó nha. Em quá em luôn. Quá em luôn nha. Quá đã luôn nha, hai lưng bự luôn á nha, má luôn nè, đồng luôn nha, chẳng thật luôn á nha, có em với con cá lóc, mấy cá sặc chích queo thôi nha, cá lóc này nó cũng ngắt ngư luôn á nha, ngọt hay sao nha, nước lên nha, tại dòng không bỏ cái chai nước lên nó bị ngọt hay sao, đừ à, hai con lượng không gì tao nha, lượng đúng dữ luôn á.
Rồi để Tâm đổ la nha. Để Tâm tắt máy đổ la qua cho nhà xem nha. Rồi nha, cái đầu tiên nha. Được hai em lương động nghe nha. Quá im luôn á nha, dần khè luôn. Quá đã luôn á nha. Bữa nay túng rồi. Vô mảnh là quá tận luôn vàng. Túng bài luôn á nha. Cái được một em cá lóc á nha. Đó, quá im luôn á nha. Cái đầu tiên nha. Đậu lăng có lý nè. Rồi giờ Tâm tiếp tục xuống đây cái thứ hai luôn á nha. Cái dưới đây Tâm nghĩ là im lắm á, tại đang chỉ mưa quá trời á nha. Rồi, chắc có cá sao nha. Thấy bữa đó Tâm chiều qua Tâm đẩy vô tông và nó đưa ra ngoài luôn nè. Nghĩ có cá lóc nè, có cá à. Ủa lộn lộn, vô cổng cống rồi nha. Ủa lộn. Cá không sao em lưu ta. Khó cầm quá nha. Cầm bằng tay khó quay quá. Dướng mình lum ra. Ôi, cái lóc, cái lóc, cái lóc. Vô rồi, vô rồi. Ôi. Kéo nó không làn luôn. Ôi, hai em luôn đó nha. Lóc luôn nha. Quá em rồi. Ôi, hai em cá lóc luôn đó nha. Nguyên cặp. Em. Quá em luôn đó nha. Quá đã luôn. Nguyên cặp luôn đó nha. Em đây. Đó. Quá em nha, này túng mày. Nguyên cặp cá lóc luôn đó nha. Quá đã luôn nha. Đó đi nguyên cặp đó nha, vô nguyên cặp luôn nè. Quá đã luôn vậy nha, để em bắt lại luôn đó nha. Quá êm luôn. Lóc bự luôn đó nha. Quá cái lóc à. Cú bù luôn. Đúng. Ra con. Tùng qua nhà. Bắt không được nó luôn. Đập này vô hai con cá lóc rồi nha. Không vô con cá gì luôn á nha. Sao đừng mưa sao không thấy con cá gì đâu. Ra con. Đó, đầu tiên này nha. Quá im luôn nha. Còn thứ hai. Cái này cực. Cái này quá trời mạnh luôn á nha. Nhảy lụp lụp luôn. Mình đụng luôn á nha. Đó, nhà thấy chưa? Quá im luôn á nha. À, quá đã luôn. Đó. Quá im nha. Thành đã này là đúng mà im luôn á nha. Nè. Đường đồng nữa nha. Đó, lần đầu quá em nha. Đó, hấp dẫn luôn. Lóc nè. Đừng cá ơn cá này mạnh cơ nha. Cá này gần cái ký lô luôn nha. 6-7 lạng vậy. Đúng rồi. Kịch kịch luôn. Quá em luôn nha. Đó, bên này có lập mới. Thấy hiệu quả cấp kỳ luôn nha. Tâm thăm. Bữa nay Tâm thăm hai cái này nha. Còn mấy cái kia để lại nha. Làm biến cái thăm quá mấy kia bắt lậu xuống dưới mương làm biến đó nha. Nó quay hai cái có cá có lương quay cho nhà xem được rồi. À, vậy là ok đó nha. Đó, nhà thấy em không? Túng này túng rồi nha. Im quá im luôn. Đó nha. Bữa nay Tâm đặt lập mới cũng thành quả cũng ok đó nha. Cũng đủ ăn luôn nha, được được cặp lương quá đã với ba con cá lóc đồng quá im cả nha. Nên giờ chắc Tâm về luôn nha, kết thúc đây luôn. Còn mấy cái lợp kia để bữa thăm ở nhà. Làm biến lộ xuống sông ở nhà như đây quay cho nhà xem cũng ok lắm rồi. Rồi để Tâm đặt lại nha. Chắc Tâm kết thúc đây luôn rồi. Tâm hẹn cái nhà clip sau. Miễn cái nhà mà thấy Tâm đặt lợp mà thấy hiệu quả và thấy thú vị thì cho Tâm một đăng ký, một like, chia sẻ nha. Để cho Tâm có nhiều động lực để quay cho nhà xem những clip hay hay nha. Là đang mưa, đang thu luôn nha. Rồi Tâm tạm biệt cái nhà, hẹn cái nhà clip sau nha.